Tôi em xin chào toàn thể tất cả các bác nha. Em giới thiệu một chiếc đèn dầu cổ của châu Âu. Họng là chân cài nha. Họng chân cài doublet 2 tim. Bên đây cần dập lửa. Bầu pha lê mài rất là đẹp. Bầu pha lê mài nè. Mài góc cạnh rất là đẹp. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm, ru em nồng nàn. Họng doublet này là hàng cổ châu Âu nghe. Các chi tiết bằng đồng rất đẹp nè. Đế bằng đá nè, đá xưa nè, đó. Bóng nè, bóng có truyện nha. Lắp bóng vào nè. Lam nè. Chiếc lam cầu khắc axit rất là đẹp nè. Đó. Chân là chân vác nè ha. Lam này chân 10 nha. Lắp lam vô nha. Em lắp làm vô hoàn chỉnh rồi. Cái này chỉ cần châm dầu vô là xài nha. Có đầy đủ tim bắt nha. Hồng 2 tim nè. Đó. Hoạt động rất là tốt nha. Không có hư hỏng gì nha. Các chi tiết bằng đồng. Em chưa đánh bóng luôn nè. Cái này đánh bóng là rất là đẹp. Đó. Rồi các bác nếu mà có nhu cầu thì liên hệ Zalo của em nha, 0981 868 378. Chiếc đèn này em có ship hàng đi toàn quốc nha. Hàng này rất là xưa rồi, nói chung là tuổi đời là rất là sâu tuổi rồi, chắc những năm 1920-30 gì đó mà còn lành lặn rất là đẹp nha. Cái này trưng bày hay là sử dụng đều rất là đẹp, ok luôn ha.